Thế Dũng thân ái chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Dũng ở một nơi mà chắc là các bạn chơi mô tô nhìn qua cũng biết đến, đó là bản danh của Touratech. Thì hôm nay là bên anh em Typhoon Vinh Thạnh được bên Touratech mời đến dự một buổi hội thảo về chương trình đi từ thiện Đông Tây Bắc. Thì bây giờ ở đây có rất là nhiều anh em hội nhóm ở các nơi Sài Gòn đến để mà cùng chung vui dự cái ngày hội thảo này. Dũng mời các bạn cùng với Dũng tham quan qua và mình đúc kết lại những cái vấn đề trong hội thảo nha các bạn. Dũng xin mời. Rồi thì bây giờ ở đây á là cái ưu điểm của cái chỗ Touratech này là chuyên về bán đồ adventure, off-road school. Mời các bạn xem qua một cái đặc điểm của Touratech ở đây là chuyên về adventure, GSA. Rất là nhiều xe đã lên các đồ chơi nha anh em. Thì vui lắm, hôm nay đông vui. Với vừa lúc nãy là mưa xong, nhưng mà anh em các hội đều cố gắng để đến chung vui với lại Touratech. Dũng mời các bạn cùng vào bên trong với Dũng để tham quan qua cái ngày hôm nay nha các bạn. Hôm nay có một cái chiếc xe là xe đã đi vòng quanh rất là nhiều nước, rồi Dũng sẽ cho các bạn xem qua chiếc GSA này. Mình vào nha các bạn. Đây các bạn, đây là chiếc xe của anh Trí. Xe này đời 2014-2015 vậy đó. Anh Trí rất là cưng chiếc xe này. Xe này đã theo anh Trí rất là nhiều nơi. Anh Trí bên Touratech giới thiệu thêm với các bạn. Thì ở đây có anh em Typhoon, David Bảo là phó nhóm, anh tối trưởng nhóm của Typhoon. Giới thiệu với các bạn, đây là anh Trí Touratech. Chào anh Trí. Anh Trí, kênh YouTube của anh Trí là gì anh Trí? Hả? Kênh YouTube của anh Trí đọc cái tên là các bạn, kênh Off-Road School, rất là nhiều bài học để mà mình có thể học hỏi nha các bạn hãy vào xem. Anh Trí hướng dẫn rất là nhiệt tình về tất cả những cái gì trang bị cần thiết cho xe và cái cách sử dụng xe. Giống như xe này trang bị những cái món mà các bạn không muốn mà mình mua tốn kém hoặc là mình sử dụng không đúng cách đó, thì hãy vào xem Off-Road School YouTube để mà biết qua những cái công dụng của nó. Đây các bạn xem sơ qua chiếc xe GSA đã đi vòng quanh nhiều nơi trên thế giới nha các bạn. Những cái vết chày trên xe là những kỷ niệm mà anh upload. Cái mục đích ngày hôm nay là mình nói về Ride with Purpose, là mình chạy xe với một cái mục đích nào đó. Xưa giờ anh em mình chạy xe đó thì anh em mình không có một mục đích gì hết, mình chỉ có đi để thỏa mãn cái sự tự do bản thân mình thôi. Cái freedom yourself đó. But you, do you remember your bike? Do you know that your bike inspires a lot of people when you ride out there? When you buy, when your bike come to the market, when the bike come to school, you inspire the people. Các bạn biết rằng là khi chiếc xe mình phải đi tới một cái cộng đồng đó, những xe mình rất là nổi bật đó, nó như là celebrity gì đó, giống anh Thái tới chợ ngay sân trường của trường đại học Đà Lạt gì đó, tất cả sinh viên đều anh Thái chở em thì với cái hình ảnh của chiếc xe và anh em là một biker thì mình cố là mình có thể sử dụng cái đó để xây dựng cuộc sống cho những cái thôn quê nghèo, những cái địa điểm mình đi mà không ai biết, không ai tới, và mình xây dựng cái kinh tế tại địa phương đó, mình xây dựng cái cuộc sống của những cái người cái vùng sâu vùng xa. Thì đây là cái chuyến đi đầu tiên của Off-Road School là vào năm cách đây 5 năm,
là năm 2015. This is the first tour of opera school we do when the beginning open, and we do 4-5 years ago. And now the kids they grow up and we have a school there. We do a lot of charity and the village now become the town. When you ride there. Hồi xưa mình đi vô đó, mình vô cái trường này mà không có đường luôn. Cái đường chỉ là cái đường mòn thôi. Mình đi tới đó, mình làm event, mình làm sự kiện cái rồi chỗ này nó thành cái thị trấn luôn. Và bây giờ làm rất là du lịch rất là tốt ở Xi Mầm. Thì bây giờ mình muốn quay nó lại, mình làm lại. Thì mình rất là hy vọng anh em là những cái người dẫn đầu trong phong trào rider, biker, off-road, xe bốn bánh, có hoa. Nhóm Road Pro là có Kim Anh Thái, anh Tân, anh Tuấn, anh em của Road School. Mình chung tay, mình xây dựng cái phong trào Ride with Purpose. Đó là mình lái với mục đích, mình đi đến giống như là hành trình cái team của anh em Tycoon. Thì cái thiện nguyện của anh em Road Pro đó là những cái hành động rất là đẹp mà anh em mình biker mình nên làm. Những cái tài trợ cho Buôn Ma Thuột, những cái vùng sâu xa của anh em Buôn Can là những cái hành động mình đang làm. Thì với cái tiêu chí đó thì ngày 23 tháng 10, Opera School sẽ làm một cái chuyến thiện nguyện ở Hà Giang, Xi Mầm, nơi cái địa đầu của Tổ quốc. Và ở đó là 90% đàn ông là nghiện và đi tù vì buôn bán ma túy. Trẻ em rất là nghèo và mình đang có hỗ trợ cái trường ở đó. Thì mình kêu gọi anh em cùng chung tay, mình sẽ mở cái cổng là hotline của Opera School là 09 07 77 0077 để anh em cùng đóng góp bằng bằng hiện vật hay một chút tấm lòng mà chị kia cũng được. Tới từ đây, từ ngày 1 tháng 10 tới ngày 20 tháng 10 thì mình sẽ đại diện, Opera School sẽ đại diện tất cả tấm lòng anh em đi đến với các bé. Việc đầu tiên mình làm là một bữa cơm có thịt, có nghĩa là mình sẽ tổ chức một bữa cơm thay vì các em ăn cơm bằng mì gói. Cơm với mì gói các bạn, có việc có ăn mềm mén và mì gói chứ có cơm luôn. Thì mình sẽ tổ chức một cái bữa cơm có đầy đủ thịt và mình sẽ tài trợ một cái giếng nước, một cái phòng học cho các em. Thì rất là mong các bạn chung tay chung với Opera School để mình thực hiện cái hành động này. Và tên của tất cả các bạn sẽ được khắc lên ở trường. Để khi các bạn có thời gian tới tại Xi Mầm, các bạn thấy là ô, có anh Tuấn Tony trên đó, có anh Văn Thái trên đó, bán qua cả đó. Thì mình sẽ làm những cái việc như vậy. Thì anh em ghi lại cái dấu chân của mình đó, tại những cái địa điểm nghèo khó nhất. Các bạn thì vừa rồi là thông báo về cái chương trình từ thiện tại Tây Bắc của Road Pro và tất cả các anh em mạnh thường quân của các hội nhóm đại diện đã quyên góp để mà cùng ủng hộ cho những khó khăn của đồng bào địa phương mà các anh em Road Pro sẽ đi đến. Thì tiếp theo có những cái diễn biến gì nữa Dũng sẽ tiếp tục tường thuật gọi đến anh em xem nha các bạn. Đây anh Trí cùng Ly với lại anh Tuấn Tony và David Bảo. Yeah.
Dũng sẽ đưa các bạn lên tham quan qua một số sản phẩm của anh em bên Touratech bán nha các bạn. Sản phẩm rất là đẹp. Thì anh Trí Touratech cho phép mình vào tham quan qua các sản phẩm để giới thiệu đến mọi người. Đây, quá đẹp, để mình chụp lại tấm nha các bạn. Ok, nice. Đây là áo giáp đi adventure các bạn. Thùng. Rồi phục. Phục Touratech. Phục có bình dầu, phục chỉnh điện. Đó đã. Đây thì là dung dịch gì đây? Dũng không rành này. Nón. Nón Touratech. Các bạn, đây là pin lock để mà gắn lên nón, lên kính để mà đi chống sương kia rồi. Bảo hộ cho xe. Rất là nhiều đồ chơi nha các bạn. Giáp. Đây là chống đổ khung cho adventure. Thùng. Đây cái thùng. Thùng này là 6 mấy lít không? 72 lít các bạn. Thùng này được được hai nón. Hai nón full face của Touratech luôn. Quá đã. Bình. Đây là bình xăng hay bình nước anh? Bình xăng. Hai bên. Dạ. Cái pin lock đang đăng trên Face là pin lock này à? Spock City. À, Spock City nè bạn. Anh em nào đang có nhu cầu mua để dùng cho kính nón thì Touratech đang bán 549 ngàn. Thì nó có theo đây các bạn. Nó có nhiều form cho nhiều cỡ nón, adventure có luôn. Rồi sport có luôn, full face 3/4 luôn. Anh em tới lựa nha. Hàng ít lắm rồi đó, sắp hết rồi đó. Túi chống nước Touratech, túi này tốt lắm bạn. Túi này anh em nào đi Advent là biết hết. Quá đã. Đây túi bình xăng nè bạn. Túi đằng yên sao. Tất cả là túi. Dạ, nhiều. Đã lắm. Hai bạn đây tiếp tục là những cái bảo vệ cho xe. Là dòng xe BMW. Yeah. Xài cho GSA phải không? GS. Yeah, GS. Yeah. Yeah. Nhiều quá đã luôn. Rồi. Thì cơ bản những cái món cần thiết cho xe đều có mặt tại đây nha các bạn. Đồ Touratech thì ai đã từng sử dụng qua thì sẽ biết chất lượng của nó rất là tốt. Rồi Dũng gửi sơ qua cho các bạn xem như vậy. Thì mình cũng xin nói thêm là địa chỉ ở đây là 224 đường Mai Chí Thọ, quận 2 nha các bạn. Anh em đến đây mua đồ để qua đi phường kia rất là ok. Thông thường thì xe lớn, xe mô tô, adventure thì kia đều biết chỗ này hết. Anh em tới ủng hộ Touratech. Dạ, chắc mời anh giới thiệu sơ qua. Hiện tại công ty Touratech mình phân phối là vỏ xe cho dòng adventure là chủ yếu. Tại vì anh em chơi đây là đa số là dòng xe adventure. Dạ. Hiện tại mình có 3 thương hiệu là có Continental nè, thương hiệu của Đức nè, Maxxeller cũng là thương hiệu của Đức luôn, và Michelin. Đa số anh em adventure thì mình có đi những dòng vỏ gai. Đây là đặc trưng của dòng vỏ gai Maxxeller nè, là Kaguba. Dòng vỏ này là được tài trợ cho giải đua BMW GS Châu Phi 2018 tại Mông Cổ và tại New Zealand vào năm 2022 năm nay. Nổi tiếng hơn thì có Continental. Cái vỏ này là thương hiệu Đức và đa số là sản xuất tại Đức. Cái vỏ này anh em bên chờ thì đa số đi dòng Tercaser 70, thì nó là 30 on-road và 70 off-road. Cái dòng Kaguma này theo hãng thì nó không nói là chính xác như nào, nhưng mà mình tạm hiểu nó là 30 on-road và 70 off-road.
và nó có dòng Kagujit nữa. Kagujit mình đây là dòng này nè, thì nó đi nó phù hợp với đường nhựa hơn, đi địa hình ít hơn, nó có là đi ít hơn rồi so với Kaguba. Kaguba thằng ngay nó lớn hơn. Còn ở đây là dòng Michelin Aniguay á. Aniguay thì nó đi dòng 50 on 50 up, nó hợp những người thích chạy đường địa hình sỏi đá nè, bùn đất. Còn đi đường nhựa thì vẫn đi được nhưng mà cái độ an toàn bám thì nó không bằng cái dòng đó khác. Ở đây mình cũng có là Continental Active 3 nè, là dành cho mấy dòng xe sport á, và dòng Active thường. Cho anh hỏi thêm là cái dòng 50 on với 50 off road này thì sẽ tính theo cái đường kính của mâm xe hay là nó phân loại ra đúng cái dòng xe đó mới xài được cái vỏ này? Thường cái dòng xe mà xài vỏ gai mà 50 on 50 off thì đa số anh em là chơi dòng xe bên chờ thôi. Những anh em mà chơi dòng xe touring hay là đi đường nhựa như sport đó, thì họ không có chọn vỏ dòng gai này, bởi vì cái độ bám nó ít, tốc độ cao thì nó không có phù hợp với dòng xe sport hay là anh em thích đi tốc độ cao. Còn vỏ 50-50 này mình khuyến cáo là chạy dưới 180 km/h thôi. Thì nhu cầu người sử dụng đó, mình thích hợp đường nào thì mình sẽ chọn đúng dòng vỏ mình thích. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Anh em thì có gì anh em tới Toyota ủng hộ nha anh em. Tại Toyota là tất cả những sản phẩm của Toyota trưng bày đều nghiêng về off-road là chính. Thì anh em nào có nhu cầu chơi dòng xe adventure off-road kia là các cái thì hãy đến Toyota. Ngoài ra những phụ kiện linh kiện về đi phượt đi tour thì kia, Toyota bán những sản phẩm rất là tốt, có giá trị và độ bền cao. Theo Dũng, Dũng cảm nhận là như vậy. Thì Dũng gửi đến các bạn những thông tin về Toyota qua kênh YouTube của Dũng, Thái Dũng Official. Các bạn hãy đến ủng hộ cho Toyota. Bạn nào có thiếu âm nhạc thì có thể lên hát nha. Nhưng mà để tạo mood ban đầu thì để ban nhạc nó chơi vài bài trước đã. Ok. Hope everyone enjoy the music here and motorcycle world. Thank you everyone. Tên gì, rượu này tên gì bạn? Này là rượu sake mặt trời đỏ. Rượu sake mặt trời đỏ nha các bạn. Bảy vàng nha, mình đi mời nha. Bên bài mình đủ hết thì mình đi mời thằng khác. Bảy vàng từ bên trong. Rồi. Ok, có vàng bên trong luôn á, bảy vàng luôn á. Đại diện cho câu lạc bộ mô tô Typhoon.
Dũng thay mặt anh em Typhoon và bên anh Trí Torotet thì xin gửi lời chúc sức khỏe tất cả các bạn đã xem vlog của Hay Giống Official. Chúc các bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống và những tháng tiếp theo nhiều gặt hái trong công việc và thành công nha các bạn. Thì vừa rồi Dũng gửi đến các bạn một số chi tiết về một cái buổi offline tại Torotet quận 2 và một số sản phẩm tại Torotet, cũng như anh em Typhoon đến giao lưu với lại anh Trí Torotet. Thì mong các bạn hãy ủng hộ cho Torotet khi mà có nhu cầu cần những cái sản phẩm để đi phượt, đi adventure. Và các bạn hãy giúp Dũng tăng thêm nhiều subscribe hơn để Dũng có thêm động lực gửi đến các bạn những vlog thực tế về đời sống của anh em biker Việt Nam và Sài Gòn. Dũng chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau. Hân ái chào tạm biệt các bạn. Xin chào.